Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin: Đâu rồi Harry Won bình dị ngày xưa? Nhiều khán giả nhận ra những thay đổi của Harry Won từ phong cách đến việc thể hiện tình cảm đã lên đẳng cấp mới sau khi trở thành bạn gái của Trấn Thành. Khán giả truyền hình bắt đầu yêu thích Harry Won từ khi cô tham gia chương trình cặp đôi kỳ thú cùng Tiến Đạt. Harry Won chinh phục công chúng bởi tính cách hồn nhiên, cách nói chuyện hài hước và phong cách ăn mặc giản dị đáng yêu đúng chuẩn Hàn Quốc. Tuy nhiên, tên tuổi của Harry Won chỉ thuộc bậc trung dù cô ra khá nhiều sản phẩm âm nhạc. Mãi đến khi scandal chia tay người yêu 9 năm Tiến Đạt và cặp kè với Trấn Thành, tên tuổi của Harry Won mới phất lên như diều gặp gió. Không chỉ thế, nhiều khán giả tinh ý còn nhận ra sự thay đổi khá nhiều ở cô diễn viên ca sĩ gốc Hàn này. Điều đầu tiên có thể dễ dàng nhận thấy là về trang phục. Harry Won từng cho biết cô không chuộng hàng hiệu mà ăn mặc theo gu thời trang riêng, miễn sao thoải mái và phù hợp. Người đẹp từng được xếp vào danh sách những ngôi sao bình dân và tiết kiệm bậc nhất showbiz Việt. Với Harry Won, đồng tiền kiếm ra rất vất vả nên cô trân trọng nó và không chạy theo thói quen tiêu xài hàng hiệu. Chỉ sau mấy tháng quen Trấn Thành, Harry Won dường như trở thành một người khác. Cô chịu khó diện đồ đôi cùng bạn trai nhiều hơn. Những chiếc túi xách, những đôi giày hàng hiệu cũng bắt đầu xuất hiện bên cạnh người đẹp. Từng chia sẻ với một tờ báo rằng những món hàng hiệu này là do người yêu tặng và do một người bạn thân cho mượn và ép cô phải xài để xứng với địa vị hiện tại. Không chỉ thế, phong cách thời trang của Harry Won tại các sự kiện cũng bất ngờ gây choáng cho khán giả. Từ bỏ những bộ cánh kính cổng cao tường, Harry bắt đầu hở bạo với những kiểu đồng dạ hội sang trọng. Còn nhớ trong buổi ra mắt phim Bệnh viện Ma, Harry Won gây choáng khi chọn cho mình chiếc đầm dạ hội màu đen cúp ngực, khéo khoe vòng một căn đầy gợi cảm. Hay mới đây, tại lễ trao giải Ellie Award, nữ ca sĩ Hyundai Mesa lại một lần nữa khiến khán giả ngỡ ngàng với chiếc đầm dạ hội sang trọng, nhưng lại phơi bày vòng một khủng không kém cạnh bất cứ mỹ nhân nào. Nhiều người cho rằng gu thời trang của Harry Won đẳng cấp hơn, quý phái hơn. Tuy nhiên, đối với hình ảnh trong sáng và đầy đáng yêu mà Harry Won xây dựng từ khi mới vào nghề trong lòng người hâm mộ, thì liệu còn có phù hợp hơn không? Chiếc đầm hở bạo của Harry Won tại lễ trao giải Ellie Award khiến công chúng nổ con người. Chiếc đầm cúp ngực của Harry Won tại buổi ra mắt Bệnh viện Ma khiến nhiều khán giả nhận ra sự thay đổi của cô trong cách lựa chọn trang phục. Harry Won với những chiếc túi hàng hiệu đắt giá. Rất chịu khó diện trang phục đôi cùng Trấn Thành. Biết xài hàng hiệu và đổi gu thời trang, Harry tiếp tục bước thay đổi thứ hai là cách thể hiện tình cảm cùng người yêu. Khoảng thời gian 9 năm quen người yêu Tiến Đạt, khán giả hiếm khi nào bắt gặp những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi này. Họ chỉ có những cái ôm nhẹ, những cái nắm tay hay quá lắm là hôn má khi bị ép trên sóng truyền hình. Còn lại, hầu như cả hai vô cùng giữ kẽ trước mặt khán giả. Có lẽ, nhiều khán giả sẽ nghĩ Harry Won bảo thủ, nhưng lại yêu mến cô nàng vì sự khó tính trong cách thể hiện tình cảm với bạn trai. Vậy mà chỉ vừa quen với người mới chưa bao lâu, cánh paparazzi liên tục chụp lại những khoảnh khắc cô nàng tự tin thể hiện tình cảm với Trấn Thành bằng những màn khóa hôn nồng cháy nơi công cộng. Cũng từ những hình ảnh này, nhiều khán giả đã có cái nhìn khác về Harry Won. Hình tượng trong sáng đáng yêu và kín đáo thể hiện tình cảm vơi dần trong mắt công chúng. Chính sự giữ kẽ và ý tứ trong cách thể hiện tình cảm trước đây tạo nên nét riêng cho Harry, thì nay chính cô nàng vô tình biến mình trở thành mẫu số chung rất đổi bình thường trong mắt công chúng. Những hình ảnh thân mật khóa môi của Harry Won và Trấn Thành ở mọi lúc mọi nơi. Ngoại hình thay đổi là chuyện nhỏ, nhưng tính cách đổi thay mới là vấn đề lớn. Đây là câu hỏi khiến nhiều khán giả từng yêu mến nữ ca sĩ đôi phần hoang mang. Harry dường như có dấu hiệu biến đổi, nảy sinh từ trang Facebook cá nhân của cô. Từ một cô gái nhẫn nhịn im lặng khi bị chỉ trích hoặc đóng cửa Facebook, dạo gần đây, cô nàng lại liên tục đăng tải những status bóng gió và chữ xéo, những vấn đề và những người làm mình bức bối. Chưa kể, khi nhiều fan lo lắng vào hỏi thăm, Harry Won lại im lặng làm lơ thay vì sự tương tác thân thiện và tích cực trong quá khứ. Liệu khi đã bước lên hàng sao, Harry Won biết cách giữ hình ảnh và khó tính hơn với khán giả yêu mến mình? Những thay đổi có thể mang lại những mặt tích cực và tiêu cực. Có lẽ ở thời điểm vị trí hiện tại, hình ảnh đáng yêu trong sáng đã không còn phù hợp với Harry Won. Cô đang cần một bước chuyển mình từ ngoại hình đến phong cách để tiến đến xây dựng hình ảnh mới sang trọng và quý phái hơn. Thế nhưng, liệu những khán giả yêu thích cô vốn thuộc lứa tuổi teen
có dễ chấp nhận hình ảnh mới của thần tượng hay lại đưa cô đến những rắc rối tiếp sau. Ai nói Harry hiện tại đẳng cấp và sang chảnh hơn, nhưng với khán giả, họ vẫn cần lắm một Harry Won chân quê nào đó. Đó mới là gia vị riêng của cô trong nồi canh thập cẩm mang tên showbiz. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!